Hãy sẵn sàng với vòng đầu tiên chúng tôi. Một chọi một. 3, 2, 1, bắt đầu. Rất khỏe. Tuyệt vời, rất khỏe. Wow, xoay người rất đẹp, 360 độ trên không. Đôi tay rất là săn chắc. Với bộ môn Swift Workout sẽ có rất nhiều tên gọi dành riêng cho từng động tác. Nếu như chúng ta cảm thấy đam mê về bộ môn này cùng với những vận động viên rất là chuyên nghiệp, hãy cùng nhau tìm hiểu và đặc biệt là đồng hành cùng với đấu trường đường phố để hiểu được những khó khăn và những bài tập đầy cam go của Swift Workout. Rất hồi hộp, không biết ban giám khảo sẽ đưa ra những quyết định như thế nào đây. Rất cố gắng. Cũng đã đẹp mắt đấy. Cảm ơn bạn. Nào, Thiên Phú vào vị trí. Và bây giờ sẽ là Thiên Phú. Anh ấy chọn một vị trí hoạt động khác so với đối thủ của mình. Rất đẹp mắt. Wow, kỹ thuật rất tốt đến từ Thiên Phú. Đôi tay quá khỏe quý vị ạ. Và Thiên Phú sẽ chinh phục thử thách này ra sao đây? Rất tốt, anh ấy dễ dàng xoay chuyển được tư thế của mình với đôi tay săn chắc và giữ thăng bằng khá tốt. Xoay người. Xoay người. Oh no. Và quý vị thấy được rằng là độ trơn của những cây xà này sẽ là một trong những thách thức mà các vận động viên phải đối mặt, thường xuyên đối mặt mỗi ngày. Và rõ ràng là độ khó trong pha trình diễn vừa rồi của Thiên Phú là rất cao. Và Thiên Phú nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình đến từ tất cả mọi người. Rất đẹp, cảm ơn Thiên Phú. Huy Khang của Sư Quán Ảo Quận 9 đang sẵn sàng. Anh ấy sẽ chinh phục thử thách nào đây? Rất tốt nha, rất bình tĩnh. Và quý vị thấy được rằng là nhịp độ thở của các vận động viên Swift Workout cũng đòi hỏi phải thật là đều đặn và có kỹ thuật riêng để giữ được năng lượng của mình liên tục được đốt cháy qua từng pha hành động. Và bây giờ sẽ là khu vực xà kép. Các đồng đội đang hỗ trợ cho Huy Khang, cảm ơn các bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, đây chính là một trong những pha hành động rất là mạo hiểm và kính mong tất cả mọi người chúng ta sẽ không liều lĩnh để thử những pha hành động nguy hiểm này tại nhà hay bất cứ đâu quý vị nhé. Huy Khang lại tiếp tục sẽ chinh phục tại khu vực xà đơn. Rất khỏe, gương mặt anh ấy đang thể hiện sự quyết tâm cao độ. Rất nghệ thuật đó. Rất bình tĩnh, rất điềm đạm. Đúng là bản lĩnh của từng vận động viên sẽ thiệt thể hiện qua những động tác của họ.
ở trên xà cùng với Xuyên Quốc Ao. Ôi xoay kìa, xoay người kìa. Wow. Từng cơ bắp, từng khớp tay của anh ấy cực kỳ uyển chuyển kìa thưa quý vị. Một pha trình diễn rất là thuyết phục của Huy Khang. Chà, cặp đấu này là cân tài quân sức nha mọi người ơi. Đẹp quá luôn. Chắc chắn sẽ gây khó cho bạn khảo rất nhiều. Cảm ơn Huy Khang. Xuất sắc quá. Với vai trò là đội trưởng nè Phú ơi, em cảm nhận như thế nào về đội viên của mình trong phần thi đấu vừa rồi? Nói chung là các bạn đã cố gắng hết sức rồi đó, nói chung là hoàn thành tốt những gì mình có thể mình làm, cố gắng hết sức luôn rồi. Dạ. Nhưng mà anh hỏi nhỏ câu này nó hơi cá nhân tí nha. Vì sao mọi người bình chọn bạn là đội trưởng? Dạ, đây là một phần là kiểu như em tập lâu hơn các bạn. Rồi em những cái bạn mà vô sau em sẽ hướng dẫn những tất cả những cái cơ bản cho mấy bạn, là mấy bạn sẽ tập nhanh hơn nữa. Tuy em ví dụ một động tác đó em có thể em tập tới 1-2 năm, còn mấy bạn chỉ còn vài tháng thôi, tại vì em đã trải qua rồi nên là em biết cái nào mà nó tập nó đơn giản hơn, kiểu như nó rút gọn hơn thì em sẽ hướng dẫn mấy bạn. Vậy là em đã theo đuổi Xíu Wow rất là lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ em theo đuổi Xíu Wow 5 năm rồi. Xin chào, tôi là Hoàng Phú, tôi là một nhân viên văn phòng chính hiệu. Mặc dù chỉ mới bắt đầu thôi nhưng mà tôi luôn mong muốn mình nỗ lực và cố gắng hết sức hoàn thành những công việc mà mình được giao. Sau giờ làm, trong khi nhiều đồng nghiệp về nhà, đi chơi hay tiếp tục những công việc dở dang, tôi lại đến một nơi quen thuộc trong suốt 5 năm qua. Đó là nơi mà những người anh em trong nhóm Street Workout quận 9 của tôi. Người còn đang là sinh viên, người đã đi làm, chúng tôi cùng nhau tập luyện, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong một ngày. Những chuyển động nhịp nhàng của cơ thể, những áp lực tinh thần trong từng động tác, những kỹ thuật không phải là ai cũng có thể thực hiện được. Tất cả đã ngấm vào trong tế bào cơ thể của chúng tôi. Đó là cuộc sống, đó là đam mê không thể từ bỏ, và đó là Street Workout. Không, tôi chỉ bỏ cuộc khi tôi có một mình. Nhưng tôi có những người anh em mà tôi tin tưởng. Tôi tin rằng khi đam mê của chúng tôi đủ lớn sẽ giúp chúng tôi khơi bùng năng lượng tích cực để duy trì và phát triển nó. Cảm ơn câu chuyện chia sẻ đến từ bạn Hoàng Phú, đội trưởng của Xíu Wow quận 9. Vòng thi đấu thứ hai ngày hôm nay cùng với đấu trường đường phố được mang tên Đối kháng đồng đội. Và phần thi của quận 9, 3, 2, 1, let's go. 5 thành viên xuất sắc của Xíu Quốc Áo quận 9 sẽ bắt đầu phối hợp cùng với nhau. À, rất nhịp nhàng ha. Quá đẹp. Rất đều đặn. Đây là một pha song tấu mở màn đến từ quận 9. Tại khu vực xà đơn thì bây giờ các anh ấy đang di chuyển đến khu vực khác rồi. Wow, một đội hình khá là cân xứng quý thưa quý vị. Vị trí trung tâm, cánh tả và cánh hữu khá là đẹp mắt. Màn trình diễn rất là cân bằng đến từ 5 thành viên của quận 9. Phối hợp rất nhịp nhàng ạ. Wow! Một tòa tháp người đang được xây dựng lên bởi 3 thành viên của quận 9. Rõ ràng là các thành viên đều rất là quan trọng ở từng vị trí khác nhau. Tinh thần thật bình tĩnh và giữ đều nhịp thở rất là quan trọng. Wow! Trụ rất vững thưa quý vị. Rất đẹp mắt, rất khỏe khoắn. Chúng tôi cảm nhận được sức mạnh của tuổi trẻ đến từ phần trình diễn của các bạn quận 9. Rất tự tin, chỉ một tay mà thôi.
rất khâm phục với tinh thần và thể lực của các bạn trong ngày hôm nay. Và liên tục là những động tác khó được thể hiện bởi các tài năng các vận động viên xuyên quốc ao. Và quý vị, xin lưu ý rằng chúng ta sẽ không thử những pha hành động này tại bất cứ nơi đâu nếu như chúng ta không được đào tạo chuyên sâu và chuyên nghiệp giống như là những vận động viên xuyên quốc ao. Wow! Năm trăm bốn mươi độ. Vâng, thưa quý vị, 540 độ, đó chính là số độ chính xác nhất mà ban giám khảo đã cung cấp cho chúng tôi với pha xử lý vừa rồi của vận động viên siêu quốc ao quận 9. Liên tục là những pha phối hợp từ đồng đội cho đến cá nhân được thể hiện liên tục từ tài năng của các bạn siêu quốc ao trẻ tuổi đến từ câu lạc bộ của quận 9. Tiếp đất rất an toàn và cực kỳ gọn gàng. Wow! Wow! Một pha kết hợp cực kỳ nhuần nhuyễn đến từ đội trưởng của quận 9 là Hoàng Phú. Rất đẹp mắt, từng vị trí được tận dụng kia các bạn ơi. Quá đẹp rồi, quá đẹp. Một tràng pháo tay thật lớn nào. Wow. Xin chúc mừng quận 9. Với Quốc Nghiệp thì Nghiệp cảm nhận được một cái luồng sinh khí và một cái năng lượng rất mạnh khi mà xem các bạn thi đấu. Và Nghiệp thấy được là bên đội quận 9 các bạn có một cái teamwork rất là tốt, rất là đồng đều. Còn với giám khảo Quốc Cơ thì sao ạ? Ở đây thì mình thấy là bên quận 9 các bạn có những động tác rất là đẹp mắt và cũng rất là khỏe mạnh, nhưng mà các bạn thì hơi ít động tác đồng đội một tí. Thực ra thì trong quá trình mà ban giám khảo ba anh em đã hội họp với nhau để có thể đưa ra những quyết định thì mọi người có những ý kiến và thực sự là rất là khó để có thể ra được quyết định, thì ban giám khảo quyết định đã chọn ra đội thắng cuộc, đó là bên quận 9. Xin chúc mừng đội xuyên quốc ao quận 9 đã giành chiến thắng ngày hôm nay và giành được một tấm vé bước vào đêm gala của đấu trường đường phố. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ sẽ là phần vinh danh cũng như chúc mừng cho đội chiến thắng ngày hôm nay. Đội xuyên quốc ao quận 9 xin kính mời. Quá tốt. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Quảng chuẩn bị tốt cho thật xong. Ok. Đây chính là chiếc nón để giúp cho chúng ta bước vào đêm gala chung kết cùng với đấu trường đường phố. Xin chúc mừng!
cường tráng và năng lượng tích cực đến từ Street Workout Quảng Trinh. Và bây giờ sẽ là những lượt bình chọn những chàng trai Street Workout Quận 9. Xin mời. Mối mọi người ơi. Mối 22 chiếc. 22 phiếu bình chọn. Chúc mừng các bạn. Master Đình Hùng cảm nhận như thế nào về những chàng trai và sáu muối của Street Workout Quận 9? Ngày hôm nay thì các bạn Street Workout Quận 9 đã đưa đến một cái tiết mục kết hợp với cả âm nhạc. Và không chỉ là một môn thể dục thể thao đơn thuần mà đây là một môn nghệ thuật. Và tiếp tục hãy đến với số điểm dành cho những chàng trai điển trai trẻ tuổi đầy năng lượng tích cực của Street Workout Quận 9. Xin mời Master Đình Hùng sẽ ra số điểm của mình trước tiên. Số điểm của Master Đình Hùng sẽ được nhân 3. Công nhận anh có ra quyết định này hơi khó khăn. Thôi từ, tại vì anh ấy, các bạn ấy rất là cố gắng và thậm chí là khoe thân. Có suy nghĩ lại mà không nghĩ lại. 10 điểm Master Đình Hùng dành cho Street Workout Quận 9, 10 điểm. Oh.